Ví dụ 1, trong thí nghiệm Young cho biết khoảng cách giữa hai khe S1-2A là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D bằng 3m. Xác định vị trí vân sáng bậc 5 và vị trí vân tối thứ 9. Biết câu A, lambda là 0,56 micromet. Câu B là bước sóng lambda bằng 0,4 micromet. Giải câu A, ta có phản quang Y bằng lambda dA bằng 0,84 mm. Vị trí vân sáng bậc 5, ít sáng 5 bằng K lambda dA, tức là bằng KY. Vân sáng 5 là K bằng 5, Y là 0,84, vậy nó là 4,2 mm. Vị trí vân tối thứ 9, vân tối thứ 9 là K cộng 1 bằng 2 nhân Y. Ít tối là K cộng 1 bằng 2 nhân Y. Tối thứ 9 là K bằng 8. 8 cộng 1 bằng 2 nhân Y là 0,84, vậy nó là 7,14 mm. Ví dụ 2, thí nghiệm Young cho biết khoảng cách giữa hai khe S1-2A là 3mm, khoảng cách từ hai khe S1-2 đến màn quan sát là 1,5m, tính khoảng cách từ vân sáng 3 đến vân tối 8 ở cùng bên vuông trung tâm và khoảng cách từ vân sáng 4 đến vân tối 7 ở hai bên vuông trung tâm. Câu A, cho biết bước sóng lambda bằng 0,64 micromet. Câu B, lambda bằng 0,48 micromet. Giải, ta có phản quang Y bằng lambda dA bằng 0,32 mm. Khoảng cách từ vân sáng 3 đến vân tối 8 ở cùng bên vuông trung tâm. Sáng 3 là 3y, tối 8 là 7,5y. Ở cùng bên ta lấy 7,5y ra trừ 3y. Vậy khoảng cách nó là 1,4 mm. Câu B, khoảng cách từ vân sáng 4 đến vân tối 7 ở hai bên vuông trung tâm. Sáng 4 là 4y, tối 7 là 6,5y. Hai bên vuông trung tâm ta cộng lại thì khoảng cách của nó là 3,36 mm. Ví dụ 3, trong thí nghiệm Young cho biết khoảng cách giữa hai khe S1-2A là 3mm, khoảng cách từ hai khe S1-2 đến màn quan sát D là 2m. Hai điểm MN, cách vân trung tâm lần lượt là XM, XN là vân sáng hay tối. Câu A, biết bước sóng ánh sáng lambda là 0,8 micromet, XM cách vân trung tâm là 2,88 mm, XN cách vân trung tâm là 2,4 mm. Câu B, bước sóng ánh sáng là 0,54 micromet. Điểm M cách vân trung tâm là 1,62 mm, điểm N cách vân trung tâm là 2,52 mm. Giải. Câu A, ta có phản quang Y bằng lambda dA bằng 0,32 mm. Ta có XM chia Y thì nó bằng là 9, vậy M là vân sáng bậc 9. XN chia Y thì nó bằng 7,5, vậy N là vân tối thứ 8. Ví dụ 4, trong thí nghiệm Young cho biết khoảng cách từ vân sáng 2 đến vân tối 5 ở hai bên vuông trung tâm là delta x trên bề rộng miền giao thoa L có bao nhiêu vân sáng vân tối. Câu A, là khoảng cách từ vân sáng 2 đến vân tối 5 ở hai bên vuông trung tâm là 13 mm. Hỏi trên bề rộng miền L là 30,8 mm có bao nhiêu vân sáng vân tối. Câu B, khoảng cách từ vân sáng 2 đến vân tối 5 ở hai bên vuông trung tâm là 5,2 mm. Trên bề rộng miền giao thoa L là 18,56 mm có bao nhiêu vân sáng vân tối. Giải. Câu A, ta có khoảng cách từ vân sáng 2 đến vân tối 5. Sáng 2 là 2y, tối 5 là 4,5y. Khoảng cách ở hai bên vân trung tâm ta cộng lại thì nó bằng 13 mm, chỉ là khoảng vân y là 2 mm. Ta có L chia 2y thì bằng 7,7. Vậy số vân sáng N sáng bằng 2 là phần nguyên cộng 1, tức là 2 nhân 7 cộng 1 là 15 vân. Số vân tối là bằng 2 là phần nguyên cộng 2, do cái phần thập phân là 0,7 lớn 0,5 là 16 vân. Nếu mà phần thập phân nhỏ hơn 5 thì ta lấy hai lần phần nguyên. Vậy có 15 vân sáng, 16 vân tối. Ví dụ 5, chiếu vào tế bào quang điện một bức xạ có bức sóng lambda 0, tính công thức A. Câu A, lambda 0 bằng 0,47 micromet. Câu B, lambda 0 bằng 0,63 micromet. Giải. Câu A, ta có công thức A bằng HC chia lambda 0, nó bằng 4,2 nhân 10^-19 joule, tức là bằng 2,6 E trong vôn. Ta lấy 4,2 nhân 10^-19, ta chia cho 1,6 10^-19 thì là bằng 2,6 E trong vôn.
Ví dụ 6, chiếu đồng thời 3 bức xạ lambda 1 bằng 0,23 micromet, lambda 2 bằng 0,49 micromet, lambda 3 bằng 0,36 micromet. Mỗi bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? Câu A, công thức A là 4,28 electron. Câu B, công thức A là 3,03 electron. Giải. Ta có giới hạn quang điện lambda 0 bằng hc chia A bằng 2,9 nhân 10^7 m, tức là 0,29 micromet. Điều kiện sẽ là hiện tượng quang điện là ánh sáng kích thích lambda nó phải bé hơn bằng giới hạn quang điện lambda 0. Vậy chỉ có lambda 1 gây ra hiện tượng quang điện. Ví dụ 7, chiếu bức xạ của sóng lambda vào cao tốc tế bào quang điện có công thức A là 1,88 electron, tính vận tốc ban đầu cực đại của electron. Câu A, ánh sáng kích thích có bức sóng lambda là 0,3 micromet. Câu B, ánh sáng của bức sóng lambda là 0,57 micromet. Giải. Câu A, theo anh Tân ta có hc chia lambda bằng A cộng 1/2 m v0 mắc bình. Suy ra v0 mắc bằng căn bậc 2 của 2m nhân hc chia lambda trừ A. Vậy, ta tính được v0 mắc bằng căn bậc 2 của 2 phần m, đây là 9,1 nhân 10^31, h là 6,625 nhân 10^34, c là 3 nhân 10^8, lambda là 0,43 micromet đổi lambda nhân 10^6. Công thức A là 1,88 electron, đổi lại joule là nhân 10^6 nhân 10^9. Vậy ta tính được vận tốc cực đại của electron đó là 5,96 nhân 10^5 m trên giây. Ví dụ 8, chiếu bức xạ lambda vào cao tốc tế bào quang điện có công thức A thì động năng ban đầu cực đại của electron là Vd0 max, tính giới hạn quang điện lambda 0. Câu A là ánh sáng kích thích có bức sóng lambda là 0,4 micromet và động năng cực đại của electron là 1,87 nhân 10^9 joule. Câu B, ánh sáng kích thích có bức sóng lambda là 0,2 micromet và động năng cực đại của electron là 1,58 nhân 10^9 joule. Giải. Câu A, theo anh Tân thì ta có hc chia lambda bằng A cộng 1/2 m v0 mắc bình. Suy ra A bằng hc chia lambda trừ cho 1/2 m v0 mắc bình chính là động năng cực đại thì nó bằng 3,97 nhân 10^9 joule. Vậy ta có giới hạn quang điện lambda 0 bằng hc chia A thì bằng 5 nhân 10^7 m, tức là 0,5 micromet. Điều 9. Biết năng lượng nguyên tử hydro ở trạng thái dừng thứ N là EN bằng trừ 3,6 chia nền phương electron. Tính. Câu A, bước sóng dài nhất của dải Lehmann. Câu B, bước sóng ngắn nhất của dải Banh Me. Giải. Ta có bước sóng dài nhất của dải Lehmann đó là lambda 21 thì nó bằng E2 trừ E1 bằng HC chia lambda 21. E2 là nó bằng trừ 3,6 chia 2 bình, E1 là trừ 3,6 chia 1 bình, h là 6,625 nhân 10^34, c là 3 nhân 10^8, lambda là tính lambda. Thì trước khi bấm máy lambda ta phải đổi cái E2 trừ E1 đổi về joule bằng cách là nhân cho 1,6 nhân 10^9. Từ đây ta tính được lambda là 0,122 micromet. Điều 10, cho vạch thứ hai của Banh Me là 0,43 micromet. Tính. Câu A, bước sóng vạch thứ ba của Lehmann, biết lambda 21 là 0,122 micromet. Câu B, tính bước sóng và thứ nhất của Bassen, biết lambda 32 là 0,65 micromet. Giải. Câu A, ta có bước sóng thứ ba của Lehmann đó là lambda 41. Thì lambda 41 bằng tích của lambda 42 nhân cho 21 chia cho lambda 42 cộng 21. Vậy, ta tính được lambda 41 thì nó bằng là 0,095 micromet.